Là tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ Nam Quốc. Hôm nay anh tục lên em một clip gồm 9 càng câu anh em. 9 càng câu này, 9 càng câu carbon. Hàng chia cho anh em đến bầu lực. Đó, có một số cây nó phen nòng súng đây, giữa cây phen lá. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nếu hàng lỗi hoặc không biết nên á thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Người tham khảo nha. Cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần cắm gốc, đọt là đọt sở thí tinh anh em, đọt đặc sở thí tinh. Đó. Thì cái này là một cây Firon. Đó. Cái này dài 1m8. À, cứng nó ra tầm khoảng 60 đến 130. Cứng ra tầm khoảng 60 đến 130 anh em. Cây này chia cho anh em đến chân ghe thào thuyền bè. Đó. À, săn hàng dạng đánh tra miền Tây thì anh em câu trên bè rất là ok nha. Bu là bu Fuxi nha anh em, bu Fuxi, bu chống sắn luôn, bu đề cao. Thì phen là phen thường nha mọi người. Nó ngoại hình còn cực kỳ ok nha. Ừ. Bát là bát Fuxi. Càng ngoại hình còn rất là mới nha mọi người. Càng mớp, càng ba khúc. Bát Fuxi, bu Fuxi trong sắn, phen thường. Đó. Càng còn đẹp nha mọi người. Đó. Độ xước sát đến các lĩnh luôn. Đó. Đọt là đọt đặc nha anh em, đọt đặc, đọt sở thí tinh. Cây này thì em lấy từ thị trường Nhật về nha anh em. Đó. Tem sức đầy đủ đây. Đó. Đóng đầy đủ hết. Rồi, cây này thì nặng là 300g, đọt là 2 ly, độ cứng gờ tầm khoảng 60 đến 130 nha mọi người. Thì cây này giá công khai là 450k cộng ship nha. Cây số 1 450k cộng ship. Rồi, tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây tay qua, đó, hàng hệ Haya. Thì cây này ngoại hình nó gờ vào tầm khoảng 95% nha anh em, 93-95%. Cây này một cây tai hoa carbon Vicker Holy Lock. Cây này sản xuất tại Taiwan, mã có đầy đủ nha mọi người. Đó. Thì cây này cứng 120, dài 2m, hàng chia cho nên đánh đá nha. Cứng 120, dài 2m. Đó. Chất liệu rồi, chất liệu carbon. Đó. Cán là cam mút nha anh em. Bass là bass Fuxi. Chất liệu carbon. Carbon thay da anh em. Phen là phen Fuxi luôn nha mọi người, phen Fuxi luôn, đá xám. Thì cây này là đọt tháp nha mọi người, đọt tháp, đọt sợi dây tinh. Đó, tăng lực tải với cần lên. Đó. Đây, nó xước sát nhẹ lên nè. Bu nữa đây, bu vẫn là bu Fuxi nha mọi người. Cái này dài 2m, cứng 120 thôi nha mọi người. Dài 2m, cứng 120, hàng carbon thay da, đọt tháp. Thì cây này nặng là chỉ có 240g thôi, đọt là 2 ly 2. Đó. Dài 240g, đọc 2 ly 2. Ngoại hình còn cực kỳ xuất sắc nha mọi người. Carbon cực kỳ đẹp luôn. Anh em câu trên ghe, trên tàu, trên thuyền, câu bè. Hàng là dạng đánh bao lực đây. Đó. Rồi, giá công khai cây số 2 là 1,4 triệu cộng ship nha mọi người. Đó, cây số 2 1,4 triệu cộng ship. Hàng còn khá đẹp đây này, khá đẹp, khá chắc. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 em lên cửa mọi cho mọi người là một cây Holy Potion. Đó. Cây này của hình như là của Alpha Taco á. Bát là bát Fuxi anh em, bát Fuxi, phen là phen Fuxi nòng súng. Đây mã tem sức đầy đủ mọi người. Đó, chữ này thì em cá biết đọc luôn. Đó. Đây, phen là phen Fuxi nòng súng nữa rồi. Đó. Nguyên bộ luôn. Chất liệu rồi, chất liệu carbon nha anh em. Carbon sáng chìm. Anh em có thấy chỗ này nó sáng này. Đó. Phen Fuxi nằm súng. Ngoại hình còn khá là ok, cán khúc, cán ba khúc đời cao. Đó. Nguyên bộ phen luôn, phen Fuxi nằm súng. Để soi kỹ cho anh em xem. Đó. Carbon sáng này anh em có thấy. Phen thì ok hết cho mọi người, phen thì bao lỗi nha. Đó. Càng càng khá mới. Đó. Phen còn rất là mới luôn nha mọi người. Không có dấu hiệu kỳ muối ăn luôn. Đọt nó sơn nha anh em, đọt này người ta sơn lại nha, không phải đọt tháp nha anh em. Cây này nguyên cây carbon. Đó. Cây này dạng giống như là bạo lực rồi. À, đầu bu rồi là bu Fuxi chống sắn nha mọi người. Đó. Cây là Fuxi nòng súng, khá đẹp. Thì cây này
cứng 80, dài 2m4, chuẩn anh em đánh bạo lực nha nè, đánh cha đánh chép cầu lăn xê, đánh cha đánh chép cầu lăn xê nè, đánh thoải mái luôn. Đó, cứng 80, 2m4 là cũng rất là chuẩn rồi. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Cây này là nặng là 240g, đọt là 2.5 ly. Giá công khai là 1.3 triệu nha mọi người. Giá công khai cây số 3 là 1.3 triệu. Thì cây này đây, gốc nó bị dính mấy cái quẩy cá nè mọi người. Đó, quẩy cá ở dưới người ta cầu cám á, nó dính vô cái mớp nè. Đó. Anh em về chịu khó lau chùi lại giúp em nha. Cần sao thì em nói vậy thôi. Cây này số dần phen cực kỳ chắc luôn á, chắc như nước cắt luôn. Phần ở trên thì còn rất là đẹp nha mọi người, độ xuất sắc rất là ít luôn. Rồi, giá công khai cây số 3, giá 1.3 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 em lên cho mọi người là một cây cần của Sakura, một cây thương hiệu nội địa Nhật nha mọi người. Đó, Sakura nội địa. Cây này dài 2m4, dài 2m4. Cây này là một cây cần phen lá mọi người, phen lá dài 2m4. Phen này thì đánh bao cảm giác rồi. Đó. Khỏi cần bàn. Đọt tháp nha mọi người, chất liệu carbon đọt tháp, phen lá 2m4. Ngoại hình còn cực kỳ ok anh em. Cây này độ cứng ra tầm khoảng 20-30 thôi. Đó, rất là dịu nha mọi người. Đó, giờ anh em câu cá mè, câu chép dạng mà đánh tôm á cũng rất là ok anh em. Bao cảm giác luôn nè. Độ dịu nữa không? Độ dịu đôi mảnh nó rất là cao nha anh em. Phen lá đánh bao cảm giác. Chất liệu carbon. Ngoại hình còn khá là ok nha mọi người. Cái nào đẹp. Đọc tháp nha. Bu nguyên zin. Phen lá. Thì cây này dài 2m4, nặng là 220g. Đọt là 1.5, độ cứng ra tầm khoảng 20-30. Giá công khai cây này là 1.2 triệu mọi người. Cây số 4 giá 1.2 triệu. Hàng cực kỳ ok nha mọi người. Cực kỳ dịu luôn á. Cực kỳ nhảy cá luôn. Rồi, cây số 4 là 1.2 triệu nha mọi người. Tiếp theo qua đây. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 một cây full hợp mọi người. Cây số 5 full hợp. Thì cây số 5 là cây này dài 3m3, 3 khúc. Thì thu gọn là 116cm. Nặng là 250g. Đọt là 2.2 ly. Gốc là 16.4 ly. Đó. Thì cây này cứng 50, dài 3m3 nè mọi người. Cây Simity. Cứng 50, dài 3m3, hàng của Shimano nè mọi người. Đó, Shimano. Thì cây này full hợp, ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% nha anh em. Cực kỳ mới luôn. Đó, Shimano. Cây này của China xuất Nhật nha mọi người. Đó. Thì mã có đầy đủ nha anh em yên tâm. Chất liệu carbon, ngoại hình nó tầm khoảng 95% mang lên nha mọi người. Hàng cực kỳ mới luôn. Đó, Shimano, Bass Shimano Fuji. Simity. Hàng còn cực kỳ đẹp nha anh em. Fan là fan Fuji nha mọi người, fan Fuji, Bass Fuji, bu là bu chống sắn. Khá soi cho anh em xem. Nè. Mã code tem sức đầy đủ nha mọi người. Thì cây này cứng 30, rồi cứng 50. Cứng 50, dài 3m3, hàng chuẩn cho anh em cánh đánh lăn xê nha mọi người. Câu lăn xê, câu chép, câu cha. Đó, hàng chuẩn luôn, thông số chuẩn đánh luôn. Anh em thấy, đó, cứng 50 và 3m3. Thì cây số 5 giá công khai là 1.4 triệu nha mọi người, 1.4 triệu cộng ship. Triệu tư cộng ship cây số 5. Cây này đảm bảo anh em độ mới tầm khoảng 95% nha. Đọt rất là ok anh em. Đó. Đánh chép câu lăn xê thoải mái. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 em lên cho mọi người là một cây cần đai qua, hàng sẵn hai da, em thấy nó sẵn nổi gân luôn nè. Thì cây này là một cây cần 3 khúc đai qua sẵn hai da, anh em thấy nè. Thì cây này thì sở hữu phen này, bộ phen nòng súng anh em, phen cực kỳ đẹp luôn, xịn sò. Màu nó cũng xịn sò luôn.
cực kỳ xuất sắc anh em. Bô là bô chống sắn. Thì cây này cứng 30 thôi, cứng 30 dài 3 mét, hàng anh em đánh chép nha anh em, đánh chép đánh cha. Câu chê, câu lăng xê. Hàng rất đẹp nha mọi người. Đây, phen là phen nòng súng nha, phen cũng cực kỳ đẹp luôn. Bát là bát Fuji Daiwa nha mọi người, bát Fuji Daiwa. Fuji. Hàng sắn hai dai mọi người. Sắn hai dài nha. Thì cây này là một cây hàng của China xuất Nhật nha anh em. Đây qua China xuất Nhật mã code xuất đầy đủ nha. Đó. Hàng độ mới tầm khoảng 95% nha anh em, 95%. Cực kỳ mới luôn, đẹp nữa. Thì cây này mã code đầy đủ nè anh em, cứng 30 dài 3 mét, hàng China xuất Nhật, tem đầy đủ luôn. Phen thì bao đẹp này. Thì cái này nặng chứ nè, coi lại cái này nặng 200g, đọt là 1.6 ly, giá công khai là 1.500.000 đúng rồi, 1.500.000 cộng xếp. Một cây đai qua sẵn hai da phen ngọc súng, hàng cực kỳ ưng luôn, ưng con mắt luôn, hàng đẹp anh em. Rồi cây số 6 giá là 1.500.000 cộng xếp đúng rồi. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là một cây cần của anh Pha Tắc Cô. Đó, vẫn là một cây phần phen nòng súng. Đó. Thì cây này nó có đều bạo lực hơn tí thôi. Phen nó cực kỳ ngầu nha anh em. Dạng phen này đánh biển cũng rất là ok nha anh em. Đánh cực kỳ chắc luôn. Bu vẫn là bu chống sắn Fuji nha. Thì cây này của anh Pha Tắc Cô nha anh em. Hàng anh Pha Tắc Cô. Cây này cứng 80 dài 3 mét. Đấy, phen nè, nhìn nè, cực kỳ ngầu luôn. Cây cứng 80 dài 3 mét là thông số cực kỳ chuẩn nha anh em. Chuẩn này đánh bầu lực luôn. Đó. Đánh chẽm, đánh cha, đánh chép, cầu lăng xe đều rất là ok với anh em. Anh Pha Tắc Cô, bát Fuji, phen Fuji nha anh em. Phen Fuji nằm xuống. Ngoại hình thì cái góc này nó có xuất sắc một tí nha anh em. Do anh em, do một số mấy bác này bên Nhật á, câu cá, câu bằng cám á, cầm vô là không có vệ sinh á. Nó dính vô đây nè. Đó. Rồi anh em mọc bọc cái màng bo là em thôi, anh em chịu khó chà rửa lên là rất là ok nha. Đó. Tem sức nhật đầy đủ anh em, ngoại hình còn mới. Thì cây này là một cây Alpha Taco cứng 80 dài 3 mét, hàng của China xuất Nhật nha anh em. Để đây chữ China đây. Đó. Đây hàng China xuất Nhật nha anh em. Cái nòng súng nha. Cực kỳ ngầu luôn. Anh em câu lăng xê, câu chép, đánh bạo lực lấy cái này về đánh, câu biển nữa. Rất là ok anh em. Cứng 80 dài 3 mét, nặng là 340g, đọt là 2 ly 2. Giá công khai là 1.700.000 nha anh em, 1.700.000. Đây, hàng bao đẹp nha anh em. Xôi lại cho anh em bằng nữa. Cực kỳ ok luôn. Đây, mấy chỗ này là chỗ nó cám dính nha anh em. Vậy anh em bọc màng bo là em phải trà lại mạnh tay là ra rồi, không có sao đâu. Thì tất cả phen thì em bao ok hết nha mọi người, cần không lỗi nha. Cần nào lỗi cho nào thì em báo cho đó. Rồi giá công khai cây số 7, giá công khai 1.700.000 nha anh em. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 8, cây số 9. Cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần phen lá. Đó. Cây phen lá này của Korea, Korea xuất Nhật. Đó. Đó. Thì phen lá bây giờ một số anh em săn về đánh rất là ok anh em, đánh cực kỳ cảm giác luôn. Đó. Đó. Cây này dài 3m6, cứng 50 nha anh em. Cây này hàng của Korea xuất Nhật nha anh em, mã code đầy đủ nha anh em. Ngoại hình là tầm khoảng 93% mọi người. Đó. Bu là bu Fuji chống sắn luôn. Đó. Phen là phen lá. Dạng này thì nó ra cước rất là nhanh, chứ nó dạng
cần nó sẽ ôm nguyên cây cần luôn, nhiều cá cực kỳ phê luôn. Đó. Ngoại hình cây này tầm khoảng 93% anh em, bass là bass Fuji, bass đời cao nha anh em, bass Fuji Japan đời cao. Dạng này dạng đánh cá là bao cảm giác luôn, bao phê luôn. Fan thì ok hết mọi người, không nứt bể mẻ gì hết. Đó, tất cả fan còn rất là đẹp nha. Chỉ cũng còn rất là ok luôn. Đó, màu sơn cũng ok luôn. Cây này tầm khoảng 93-95% nha anh em. Hàng khá đẹp. Fan ở đây. Cứng 50 dài 3m6 thì chỉnh lăng xe rồi, chỉnh lăng xe câu cha rồi, với câu cha đây nè, fan cực kỳ ok nha. Phôi cực kỳ dày luôn, phôi dày. Thì cây này cứng 50 dài 3m6, nặng là 450g, đọt là 2.6 ly. Cây này có đối trọng, cái gốc nó không là nặng hết 350g rồi, 350g rồi. Đó. Rồi, cây số 8 giá là 1.7 triệu nha nè. Cây số 8 giá 1.7 triệu. Hàng còn ok nè, bao đẹp luôn á. Fan này bao ok. Fan này khỏi bàn. Rồi, giá công khai cây số 8 giá 1.7 triệu. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, một cây hàng bạo lực. Lâu lắm mới gặp hàng này. Thì cây này là một cây cần nội địa 100% luôn đó nha anh em. Đó, cây này một cây cần nội địa, hàng sắn hai da đây, sắn nổi nha nè. Cây này là một cây cần carbon Nawigato, cứng 120, dài 3m6. Fan sở hữu dòng fan là dòng fan Fujisit nha mọi người. Cây nội địa dòng fan Fujisit. Đá nó đây, đá nó bóng lưỡng luôn, fan đang xì lì luôn đó nè. Ngoại hình cây này nó ra tầm khoảng 93% thôi nha anh em. Đó, do nó có xuất sắc thì tay nhỏ lẻ đây, cái này đây. Đó. Thì cần sắn này là dạng sắn hai da, sắn nổi. Fan Fujisit nha mọi người. Cây này cứng 120 dài 3m6 là một cái độ cứng này rất là hiếm nha mọi người. Cứng 120 dài 3m6. Thì cần nó càng dài độ cứng nó lớn đó, rất là khó kiếm luôn. Đó. Dạng này anh em câu lăng xê nè, đi lăng xê mà dạng lăng xê săn hàng á, anh thấy câu cha đó, rất là ok nha nè. Nhìn bộ phân xít nè, hay nè, soi lên cái là khác biệt so với mấy cây kia liền. Đó. Ngoại hình cực kỳ bóng anh em. Anh em có thể đi đánh ba tiêu cũng được, cũng rất là ok. Đó, dạng này là dạng chuyên cho anh em săn hàng này. Đây tem nội địa anh em. Đó, Nawigato 100% nội địa Nhật đây. Ở vàng. Sẵn tới ngọn luôn nha mọi người. Đó, carbon sẵn tới ngọn luôn. Fan Fujisit, bass Fuji. Nặng là 490g, đọt là 3.4 ly. Giá công khai là 2 triệu anh em. Cây số 9 giá 2 triệu, hàng chuyên anh em đánh bạo lực. Câu tiêu. Đó, câu ba tiêu. Câu cha, câu chép đánh lăng xê săn hàng. Đó nè. Hàng Japan. Hàng Fujisit luôn. Rồi, đó là tổng cộng 10 cái 9 cái càng em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng kênh nào thì chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Đó. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.